In me, Ucho lives on. Cái team nó là mình mát ngon luôn đấy. Đừng có remat nha. Is the greatest enemy. Has been slain. A summoner has reconnected. Mày bị điên à? Double kill. Solo với ai không solo, đi solo với gì? Đánh thì không đánh. What the fuck, chạy lên tới nơi rồi còn chạy. Đánh thì đánh bà đi. Mà lên tới nơi mà bật ulti mình dí nữa, anh đi anh chạy. Phải cái revenge ạ. Đánh luôn là chết ra đi hết rồi. Rồi mình ăn thôi. Rồi, đồ rừng rồi. Chùm rồi. Đồ rừng là chùm rồi. Ván này làm quá, mà đi linh xe ông bên thạc chứ. Do not.
salvation without her. Is an eternal student. À, nó chết rồi, nó chết rồi. You have slain an enemy. Ván này là hết ai cản gì rồi. Còn mắc vật lý đi nha. Mắc vật lý thì tí gì nó băm. Băm mạnh từng mảnh từng mảnh. Rồi, thằng này mất tốc biến rồi. Cho blue à, cho blue thì cho mình blue đi. Xin nha. Nhạc lại tí nữa. Nhìn em ở nhạc vui vẻ gì từ. Gặp mình là mình băm. Thank you.
What the fuck? Ủa tao quy rồi mà tao vẫn không né được cái kéo của Thread hả ta? Rõ ràng mình quy rồi mà mình không né được kéo của Thread. Né cái Thread là tao cân chúng mày luôn. Đéo ăn được trậu, mình giáo máu tức. Tức, đéo ăn được trậu. Rồi, bị xì lâu luôn, rồi luôn. À, bấm lồng đèn cho chết chung. Bấm lồng đèn cho chết chung. Do not let your pride lie. Your team has destroyed a turret. Bờ ấy chạy đi đâu rồi chuẩn bị lên xe ôm lên nè. Rồi, chuẩn bị để nhạc sẵn đi. 10 giây nữa. Rồi, tao chết. Tao chết, tao chết. Tao chết, chứ tao không phải tao chết. Tao chết. Nhìn là biết tao chết rồi, chỉ có ulti không sao. Không có ulti sớm rồi tao chết rồi. Tao chết, nhìn là biết tao chết rồi, nhưng mà tao chấp. Phải solo ngoài đường kìa, solo trong góc tường khó lắm. Rambay rồi kìa.
con nhảy để lên cái ma vú cái. Tao chết. Tao chết. Tao chết. Rõ ràng tôi nói là tao chết nha. Mà em cho Darius nó tóc biến đi, nó không tóc biến đi là content luôn. Đừng có tóc biến đi đi, giết nó xong là hồi quy rồi. Tao chết. Căng nhỉ, chắc phải lên hai tăng đó. Giấy quá. Thốn đấy. Khoảng cái nửa cây luôn. Mày lên xe ôm hả? Mày lên xe ôm thì làm gì? Tao không... Gì nó bảo mày lên xe ôm, tao đâu có... Tao đâu có quan tâm mày là cái gì? Đó, đạp nó to, nó rít, quả đấy nó rít. Rít cái mày vỡ mồm lên, nó rít cái nhiều. Rít cái này 4 xì mấy. Đuổi chị 100 mấy. Quả này chắc phải đổi về ninja quá. Tao quả đánh đủ rồi. Bật ulti lên tao đánh đủ rồi. Tí là 16 là đủ tốc đánh nè. Bọn này đánh thường không. Đứt nhạc hụt hoài ta. Làm quả nhạc Penta nào. Nhà làm có nhạc Penta này. Đủ mà vậy cũng được hả? Sao tao chết hoài vậy? Nó thật rét nó cái đơi đứng đâu sau đít mình ấy nhỉ? Quả thật rét kéo ảo vãi. Có thể rết kéo xạo vãi nữa thề. Gì mày thích một mình kênh 5 à? Ừ. Chát liệt ừ. Khó quá. Nó thể rết nó đi vòng 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 thì rết hay quá. Khó lòng nào mà được beta quả này. Giờ giáp lịch sử giáp gai là được. Giáp lịch sĩ giáp gai là khi băng radium thì giáp gai là được. Quăng cho nó cân cân tim đánh mới vui. Baron Baron thì Baron Baron thì anh chém bao lẹ luôn. Ừ.
Xong mày rồi. Thôi từ từ, về đi, về đi. Về đi, về đi. Tao chưa linh xe ôm được quả nào hết, về đi. Ủa, nó tự động đánh này hay sao vậy? Sao nó cứ quy vô mà không chịu đánh này? Về đi, về đi. Chưa làm được quả linh xe ôm nữa hết. Your team has destroyed an inhibitor. Ghét rồi, tôi kiếm con Thread, tôi bắt con Thread trước. Quê đéo được, đéo chơi quê rồi. Ôm đục á, nó có tóc bén rồi, tao tất gì đâu, tao cho tao chém chết mày một cái thôi. Cho tao chém chết nó đi là rồi, mấy thằng kia chết theo liền. Bố tổ, cứ đục nhẹ vô cái là ảnh tóc bén mất tiêu, nản vãi liền. Nó tóc biến rồi, đồng đội nó tới.